Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến, vừa lại mình từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Hôm nay là mình sẽ chia sẻ với anh chị các bạn về một cái đề tài gọi là các bạn thấy khi Bác Hồ đi tìm đường cứu nước, Bác qua Pháp, Bác đi đây đi đó, những nhân tài, những trí thức như giáo sư Trần Đại Nghĩa, các bạn thấy không, người ta với lương bổng cao ngất trời ở thời đó mà giáo sư Trần Đại Nghĩa bỏ hết để theo Bác trở về với quê hương phụng sự Tổ quốc. Các bạn thấy không, những người trí thức thực sự và người ta có lòng tự tôn dân tộc, lòng niềm tự hào dân tộc, và họ hiểu được giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam, họ ra đi dù bất cứ hoàn cảnh nào chăng nữa, họ luôn luôn hướng về với Tổ quốc, hướng về với quê hương, với dân tộc, và cùng luôn luôn đồng hành với Tổ quốc và dân tộc để xây dựng quê hương đất nước ngày càng một tốt đẹp hơn. Bởi vì họ biết rằng một thể chế tốt thì chính bản thân người dân phải là những người có ý thức và có sự hiểu biết để xây dựng một cơ chế ngày càng tốt đẹp hơn. Các bạn nhìn thấy cái thời kỳ chủ nghĩa tư bản, nó đã bây giờ nó đã đi vào cái sự suy thoái của nó, bởi vì nó đã bịp bợm nhân loại quá hàng mấy chục năm nay. Nó đã dùng sức mạnh đồng tiền của nó mua chuộc chính trị, nó bảo kê tội phạm, tội ác, chiến tranh đủ mọi kiểu mọi cách. Bây giờ cái cuộc chiến Nga và Ukraine nó đã lộ trần bộ mặt thật của cái chủ nghĩa tư bản. Các bạn nhìn thấy xã hội Mỹ, những cái cuộc bầu cử vừa qua nó cũng là lộ rõ bản chất của cái sự mà tàn độc và bỉ ổi vô liêm sỉ của cái chủ nghĩa tư bản. Các bạn thấy những cái thành phần du học sinh mà anh chị em các bạn thấy ở trên không gian mạng, qua những cái truyền thông mà tụi nó quay lưng với Tổ quốc dân tộc, tôi nói những thành phần đó là thành phần bá dơ. Nó có qua được xứ người ta đi, tôi nói chị các bạn, nó có chống cộng pha xuyên tạc đất nước để mà nó được cái vé mà nó ở lại xứ người ta đi đó, thì nó cũng là một cái loại dân mỏi rợ, cái dân mà cu li lao nô bần cùng ở một cái xã hội mà nó đang mơ ước tới thôi. Các bạn nhìn thấy rất là nhiều người, các bạn nhìn từ cái thằng Nguyễn Văn Đài, rồi cái thằng Trương Quốc Huy, cả một cái sự nghiệp tương lai, hỏi nó có cái gì, chỉ có cái miệng ra rã ngồi đó xuyên tạc chống phá Việt Nam để kiếm cơm thôi đó. Các bạn thấy, mà trong khi đó đất nước Việt Nam đang phát triển và thay đổi từng ngày và từng giờ. Còn mấy cái thành phần như thằng Trương Quốc Huy, con nhỏ Nguyễn Ngọc Dư Bình, bây giờ qua Mỹ rồi mới thấy là đắng cay. Các bạn thấy con nhỏ này nó còn có chút lương tâm. Các bạn nói ngày xưa tại vì nó không hiểu, nó bị tụi chống cộng giật dây nữa, ở trong nước nó chống, nó xuyên tạc là Formosa chất thật độc, chất thải thế này thế nọ. Khi mà nó qua được Mỹ rồi, nó nói bây giờ ước gì mà nó được sống trở lại trên cái quê hương Việt Nam. Các bạn thấy không, nó qua nó được tăng bốc, ôi nước Mỹ sao mà vĩ đại thế. Nhưng mà khi đến rồi thì sự vĩ đại đó nó chỉ là một cái ảo tưởng thôi. Các bạn thấy ở Mỹ những cái thành phố lớn uy nga tráng lệ, dưới đó là gì, đời sống biết bao nhiêu người dân Mỹ cơ cực, hàng trăm triệu người, khoảng hơn 500 triệu người dân Mỹ hiện nay sống vô gia cư, nghèo khổ, đói rách, không nơi nương tựa. Ngay trong đó cũng có những người Việt, các bạn thấy sống trong hang, trong bùn, trong lũ đấy. Rồi bây giờ những trận lũ lụt ở bên Mỹ nó mới xảy ra càn quét ở vùng phía West, là phía tây nước Mỹ. Các bạn thấy nó tàn phá, lũ lụt, chết người, nhà cửa đổ sụp. Các bạn nghĩ rằng có nhiều thằng chống cộng lên mạng vô diễn đàn, tôi nói ô lo gì, có chính phủ lo. Tôi nói các bạn, chính phủ nào lo, tiền nó đâu ra, tiền thuế của dân, nó phải tăng thuế của dân, nó phải vay mượn đầu này, phải thằng Mỹ mà nó có của dư của thừa của để như ngày xưa sau đệ nhị thế chiến, nó bán vũ khí, nó thâu tóm những cái quốc gia quyền lợi của nó có được tiền bạc dư thừa thì nói gì,
đằng này tiền vai bạc hỏi đè nặng trên vai những cái thế hệ mà lao động phổ thông. Các bạn biết mỗi một lần thiên tai bên Mỹ như vậy đó, nó đè nặng trên gánh nặng của người dân, bảo hiểm tăng. Các bạn tưởng đâu là mỗi lần Mỹ thiên tai là những cái người mất nhà mất cửa là sẽ được đền bù thế này thế nọ, bảo hiểm nó bán, nhưng mà khi mà nó thất thu đó, nó sẽ tăng, nó sẽ tăng bảo hiểm. Đó là lý do tại sao những người có nhà có cửa có xe có cộ đó, là cái tụi bảo hiểm ở bên Mỹ lúc nào cũng vậy, nó chẳng có mất cái gì cả, tiền của nó cứ lúc nào vô túi chứ không có ra được. Các bạn có nghe bao giờ tụi bảo hiểm Mỹ nó phá sản chưa? No, never ever là không bao giờ có chuyện đó, ngoại trừ nó tham nhũng công ty nào đó mà hiếm lắm, hiếm mà các bạn nghe nói công ty bảo hiểm Mỹ phá sản. No, người mà mua bảo hiểm xe mà hai chiều mà tông á là nó tăng bảo hiểm, nó tăng để đặng nó lấy lại, nó không bao giờ mất, nó lại thêm nữa đấy, nó lại lấy thêm nữa, khủng khiếp lắm. Cho nên những cái thành phần mà du học sinh nó cứ nhìn nước Mỹ, các bạn, tại vì cái tụi mà những cái tổ chức chống cộng rỉ tai vô nó, ôi ở Mỹ tự do sướng, như có cái thằng mà chém cộng nó lấy cái nick cho chém cộng, các bạn thấy nó trong diễn đàn của tôi, mỗi lần tôi chia sẻ nó vô nó cay cú, nó bám theo tôi xíu riết. Thằng này nó là Việt kiều Pháp, lúc trước nó vô nó nói là nó là dân Việt Nam ở trong nước, cho nên nó ra rã ở trên mấy cái diễn đàn chống cộng đó, là nó là người Việt trong nước. Tôi nói tổ cha mày với mày mà người Việt trong nước, mày gạt ai gạt chứ, mày gạt tao hơi bị khó à con. Nó là Việt kiều Pháp. Các bạn, nó cài cú nó theo tôi, tất cả những cái trang nào mà tôi chia sẻ nó vô là nó chửi. Các bạn biết cái thằng mấy cái thằng này nó ngồi nó mơ tưởng, tại sao nó qua xứ người ta nó ăn phúc lợi, nó hưởng phúc lợi xã hội, nó lười lao động rồi nó nghĩ là nó là sung sướng rồi. Các bạn thấy không, có nhiều thằng cái người mà cái tụi chống cộng nha, đại đa số những thành phần chống cộng, những thành phần gọi là chống cộng mòm, chống cộng để kiếm ăn, lười lao động, về vấn đề mà tay nghề chuyên môn trình độ kiến thức của tụi nó có không? No. Các bạn nhìn làm sao mà nó học nổi. Tôi nói anh chị, các bạn một bước vào con đường mà học vấn công danh sự nghiệp của tôi nói ở Mỹ thôi đó, đâu phải giỡn đâu. Các bạn nhiều người nghĩ qua Mỹ là cho con đi qua du học bên Mỹ là đứa này sẽ ra ông này bà nọ bà kia rồi nó vẫn chơi hoài. Bà ơi, tôi ở Mỹ có nhiều đứa cha mẹ nó nha, tôi đối diện sự thật, qua nó nói tiếng Việt cà bập cà bẹ cà bập mẹ, nó đẻ bên Mỹ luôn, nó đẻ ra bên Mỹ thế hệ gọi là thế hệ thứ ba luôn á. Của tôi tính xuống nha, tôi là thế hệ một, gì là thế hệ bạn của tôi, rồi nó là thế hệ con luôn á. Giờ này lưu linh lưu địa, không nghề không ngập, học hành hết lớp 12 là mừng, ba má nó mừng té mừng, coi như là thứ điều mà mở tiệc mà ăn mừng á. Có đứa nào, nhiều đứa đó, nó học không nổi. Các bạn đâu phải giỡn đâu, các bạn đâu phải nghĩ rằng ngay cả tụi nó nói tiếng Mỹ như gió, nó nói tiếng Mỹ các bạn, nó nói tiếng Việt các bạn cà lơ cà lè cà quẹ vậy đó, nói mình khi mình ngồi mình cừng á, tại vì nó không hiểu á. Nó nói một cách rất là trơ trẽn, tại vì nó đâu có hiểu, nó là thế hệ là gọi là gốc đẻ Mỹ rồi, nó sanh ra là nó là người Mỹ rồi. Các bạn thấy đó, mà nhiều đứa nó còn lưu linh lưu địa, gặp mấy lại mấy bạn của nhiều đứa hỏi con mày sao vậy, rồi giờ nó cũng lình xình nghề ngỗng, công ăn việc làm cũng không có, về cái ba ơi má ơi giúp con cái này giúp con cái kia, chứ không có giỡn đâu. Du ngoạn của mình vẫn vui tươi trên mọi nẻo đường của quê hương đất nước. Mình bye tạm biệt các bạn nha.